Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em là Minh Thành, đến từ WinAuto với địa chỉ tại số 8 Phạm Văn Bạch, cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay em Thành vừa về một chiếc Mercedes-Benz S450 bản Limited được sản xuất và đăng ký năm 2020 tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh được 1 vạn mai, nó đâu đó loanh quanh tầm khoảng gần 2 vạn km thôi. Có màu ngoại thất là màu đen này và màu nội thất là màu kem nhá, một cái màu rất là hot và hiếm ở trên thị trường. Đấy, mình rất là hot của nhà Mercedes đấy ạ. Và được rất là nhiều người ở Việt Nam mình ưa chuộng cái màu, hai cái gam màu này. Đấy, cái màu kem là cái màu rất là sang trọng, rất là đẹp. Rất là sáng của nhà Mercedes. Rồi, thì chiếc xe này thì bên em mới về, cũng chưa không làm gì nhiều cả, chỉ có dọn dẹp spa lại chiếc xe này thôi. Và em đã quay lên luôn chào bán và bày bán tại cửa hàng luôn nhé quý anh chị nhé. Rồi em có giới thiệu quay qua tổng thể chi tiết về chiếc xe này này. Thì đầu tiên trước mắt quý anh chị đây, nó là một chiếc một cụm đèn full LED multi beam, rất là thông minh nhá, cũng có tự động cua theo góc lái này, rồi là tự động bật tắt, tự động chống chói. Đấy, rất là thông minh của nhà Mercedes. Cộng với thêm một giải LED định vị ban ngày, 3 giải LED định vị ban ngày. Đấy. Đây là một cái điều nhận biết của dòng S-Class so với lại những cái chiếc dòng E và C. Đấy. Cũng trang bị mặt ca lăng cỡ lớn này, ốp mạc chrome này, rất là sáng bóng này. Ở dưới cái phần này nó là một cái cam bằng trước. Thì bởi vì chiếc xe này cũng trang bị là cam 360 độ nguyên theo theo nguyên bản của chiếc xe. Đấy, zin theo xe luôn. Đấy, nó sẽ nằm ở dưới đây. Khi mà quý chị vào cài số này thì nó sẽ hiện ra. Đấy. Ở phiên bản này thì chưa có trang bị là cam hồng ngoại. Bản Luxury thì mới được trang bị cái cam hồng ngoại nhá. Cũng có trang bị 6 cảm biến trước rồi. Đây, cái biển số của chiếc xe này thì cũng khá là dễ nhìn. Khá là dễ nhìn nhá. Cũng 8 nước đấy ạ. Rất là đẹp. Khá dễ nhìn. Rồi, em quay từng chỗ một này. Đây là phần lốp này. Lốp này, đây. Chiếc xe này thì được trang bị một cái la răng đúc hợp kim 19 inch. 19 inch. Đấy, nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp khi mà di chuyển. Lốp theo xe này quý chị này, còn thứ 8 năm 2020. Và hiện tại chiếc xe này thì cái chiều dày của lốp còn rất là dày, 4-5 vạn nữa mới phải thay nhá. Đấy, đây là chiếc xe này thì đi cũng không phải là nhiều đâu ạ. Đây là lốp theo xe thì còn nguyên. Trang bị cửa keyless go này. Đấy, đèn báo rẽ tích hợp lên trên gương. Rồi là ốp mạc chrome trên cánh cửa rất là sáng. Nhìn rất là sang trọng luôn này. Đấy, như chị nhìn nhá. Mercedes S450 bản Limited. Đấy. Cốp của chiếc xe này. Cốp của Mac S cũng như là dòng Mac thì nó rất là rộng. Rất là rộng luôn. Đây. Đây là cái bộ thảm của hãng này. Đấy, bộ thảm hãng của hãng. Đấy, cốp rất rộng luôn. Cốp điện. Đấy. Như nhìn đằng sau rất là đẹp luôn quý chị ạ. Đây, hàng ghế thứ hai này. Đây quý chị này. Ở phần cánh cửa này cũng được ốp gỗ này và ốp da hai màu. Da hai màu, màu kem và màu nâu. Đấy. Ốp gỗ bóng này. Gỗ bóng này cực kỳ sang trọng luôn quý chị nhá. Hàng ghế thứ hai thì cũng được nhớ ba vị trí ghế này, có ghế chỉnh điện này. Đây, ghế chỉnh điện này. Đấy. Rất giống mây vách luôn nha quý chị nhá. Đó, rồi là cũng có trang bị là massage cũng như là sấy sưởi ghế, làm mát ghế. Đấy. Rồi là rèm rèm điện. Đây, rèm này. À, em đang rèm, có rèm chạy năng phía sau nhá quý chị nhá. Đây là khoang sau của chiếc xe này. Mercedes Maybach S-Class thì nó rất là rộng luôn quý chị này, nhìn này. Đấy, em ngồi này. Em cao 1m7, em ngồi này. Nó còn rộng, rất là rộng luôn. Đó, trang bị hai cái cửa sổ trời này. Đấy, cửa sổ trời phía trước và cửa sổ trời phía sau. 16 loa Boomaster, 16 loa à 13 loa Boomaster, 13 loa Boomaster. Có mà hai màn hình giải trí phía sau. Điều hòa 4 vùng độc lập. Có bệ thủy tay. Đây. Thực sự là rất là rộng luôn. Đấy.
có cửa gió ở trên trục B giúp làm mát nhanh hơn. Đây quý chị nhìn này, ghế này rất là đẹp luôn nhá. Đây nhìn ngồi ghế này, cái hàng ghế này ngồi này cũng có một chút nhăn thôi quý chị nhá. Đây nhăn này, nó có nhăn thôi chứ không bị xuống nhiều. Đấy, thực sự là chiếc xe sử dụng một chiếc S-Class này nó quá đẳng cấp rồi, nó cực kỳ đẳng cấp. Đây em ơi, hàng ghế thứ nhất thì chúng ta sẽ có sấy sưởi là mát ghế này. Đấy, không có massage nha quý chị nhá. Cũng có trang bị là ghế chỉnh điện này. Rồi, em để nổi cho quý chị này. Đó, nghe tiếng máy thì cực kỳ là êm ái luôn nha quý chị nhá. Khi mà di chuyển trên cao tốc chiếc xe này ấy, thì phải nói là nó rất êm ái luôn quý chị ạ. Nó rất êm ái luôn. Đây, rất êm ái. Vô lăng 3 chấu này, có lấy chuyển số sau vô lăng này, ốp mạ chrome này. Đấy, rất đẹp. Ốp bóng này, gỗ bóng này. Rồi ốp da cao cấp này. Đấy, da của chiếc xe này nó là da Napa nữa quý chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, ghế ngồi này, ghế phụ này, đấy, nó chỉ có một chút nhăn thôi. Đấy, do quá trình sử dụng mà quý anh chị. Nên là nó nhăn thì nó không quá còn quá là quan trọng nữa rồi. Đây. Học để đồ này, rồi điều khiển này. Đó. Đây. Màn hình cỡ lớn nhá, màn hình này là màn hình liền khối này. Màn hình liền khối nhá quý anh chị nhá. Màn hình khối rất là to luôn, rất là to luôn. Màn hình tất cả đều bằng điện tử hết mà. Đây, trong đây thì chúng ta sẽ có là cái sạc dự phòng, sạc không dây, sạc không dây và các cái đầu cắm USB. Đó, chiếc xe này thì cũng có nâng hạ gầm, nâng hạ gầm. Đó, cam này, em cho quý vị nhìn thấy cam này, hỗ trợ đỗ nha quý chị nhá, hỗ trợ đỗ này. Camera của chiếc của dòng Mac này ấy, thì nó quá là nét rồi. Nó quá là nét rồi quý chị ạ. Đây, quý chị nhìn thấy này, nó cực kỳ nét luôn. Đấy, từng chỗ một luôn này quý chị này. Đây quý chị thấy không? Nhìn thấy rõ biển số như là tất cả mọi cái chi tiết ở phía sau luôn này. Nó quá đẳng cấp rồi. Đây. Ở phần ở chiếc xe này thì có trang bị một khối động cơ là 3.0 lít turbo tăng áp nhé. 3.0 lít nó tăng tốc rất là nhanh luôn. Tăng tốc rất nhanh và nó rất là êm ái. Em quay qua về phần động cơ cho quý anh chị xem. Đây, rất là mới luôn. Chạy có hơn 1 vạn mai thôi, 1 vạn mai thôi. Cho nên là cái khoang máy của chiếc xe này thì nó rất là mới. Xe này bên em về đã cho dọn rồi nhá. Đã cho dọn qua phần khoang máy rồi. Vì thế cho nên là nó rất là sáng. Quý chị có thể nhìn thấy bất kỳ một chỗ nào xuống cấp hay là như nào đấy sẽ nhìn thấy rõ rệt luôn. Đây, như là các cái sơn đánh dấu của nhà máy này vẫn còn nguyên bản này. Tất cả một con ốc của chiếc xe này thì đều là còn nguyên bản hết nhá quý chị nhá. Đây, từ cái ốc nắp capo này. Đó. Rồi là từng keo chỉ một này. Đấy, tất cả đều nguyên bản luôn. Bên em có cam kết bằng văn bản giấy tờ luôn cho quý anh chị nhá. Đó. Đây. Đây. Rồi, em giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhá. Em có chiếc Mercedes S450 bản Limited, được sản xuất và đăng ký năm 2020, tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Xe đã lăn bánh được 1 vạn mai, tương đương khoảng gần 2 vạn km, và hiện tại em Thành đang cho bán tại cửa hàng là 3 tỷ 300 triệu. Quý anh chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em để thương lượng về giá cả cũng như biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về chiếc xe này nhá. Quý anh chị có thể đến trực tiếp tại cửa hàng em Win Auto số 8 Phan Văn Bạch, cầu Giấy, Hà Nội để xem trực tiếp chiếc xe này nhá. Đấy, bên em quý chị có thể mang xe đi check tại bất kỳ đâu. Đấy, ở bất kỳ bên một bên thứ ba nào đó. Đấy, từ hãng này hay là bất kỳ một cái gara nào nhá quý chị nhá. Hiện tại chiếc xe này thì em vẫn còn hỗ trợ ngân hàng được đến 70% giá trị xe trong vòng từ 5 đến 7 năm nhá quý chị nhá. Rồi em cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những cái video tiếp theo.